Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh bú rễ hay còn gọi là bệnh tiếng trùng ở trên cây dưa hấu nha quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nha quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé. Lưu ý đây là kênh phòng mạch cây trồng. Và tác nhân gây ra cái bệnh bú rễ trên cây dưa hấu thì chúng ta cũng biết rằng đây là cái nhóm tác nhân gây hại do tiếng trùng, cái con Meloidogyne sp gây ra. Và hình ảnh của con tiếng trùng, đây là một cái dạng động vật không có xương sống, thuộc cái ngành dung tròn. Tiếng trùng nó rất đa dạng về thành phần loài, sống ở nhiều cái môi trường sống khác nhau. Chúng rất linh hoạt, biến đổi trong cái môi trường sống thay đổi. Tiếng trùng trong nông nghiệp thì nó chia làm hai loại, đó là tiếng trùng có lợi và tiếng trùng có hại. Nhóm tiếng trùng ký sinh thực vật thì nó là nhóm có hại. Và đây là cái hình ảnh của con tiếng trùng, chúng ta thấy rằng là cái đầu phía trước nó có cái kim chích hút như thế này. Và cái đường dẫn này nó là cái đường thực quản. Và phía sau đây thì nó có cái cơ quan sinh dục. Hình đây là cái hình phóng to qua kính hiển vi, chứ thật sự cái con này nó rất là nhỏ hả quý vị ha. Và cái triệu chứng gây bệnh trên cái bú rễ trên cái cây dưa hấu á, thì thứ nhất là tiếng trùng nó sống trong đất, nó chích vào cái rễ cây, nó tạo thành các cái u bú sống và phát triển trong đó. Và biểu hiện của cái bệnh bú rễ là trên rễ nó xuất hiện các cái khối u màu trắng hoặc là vàng nhạt, kích thước và cái hình dạng không cố định, tùy theo cái số lượng tiếng trùng nhiều hay là ít mà nó gây hại, nó làm cho cái nốt sần đó nó nhiều hay ít. Và cái rễ nó phát triển kém, làm cho cây cằn cỗi, lá nhỏ, vàng và rụng. Bị hại nặng thì cây có thể bị chết đi. Và cái nữa đó là tiếng trùng nó phát triển thích hợp trong đất cát hơn là trong cái đất thịt. Tiếng trùng có thể sống từ 1 tới 2 năm trong đất rất là bình thường. Và về cái hình thức ký sinh thì nó có 3 hình thức ký sinh. Hình thức thứ nhất đó là nội ký sinh, bao gồm những cái tiếng trùng chui vào bên trong rễ, nằm bên trong và nó chích thúc các cái tế bào trong rễ. Hình thức này nó làm cho cái tế bào rễ bị trương phình, gây ra những cái nốt sần trên rễ, nên người ta gọi nó là nhóm tiếng trùng này là nhóm tiếng trùng nốt sần. Nhóm thứ hai đó là cái nhóm ngoại ký sinh. Đó là tiếng trùng nó di chuyển bên ngoài cái môi trường đất và nước, khi cần thiết nó sẽ sử dụng kim nó chích hút vào cái rễ nhưng mà nó không chui vào bên trong rễ. Nhóm này nó làm cho cái bộ rễ nó bị thối, người ta gọi là tiếng trùng gây thối nhũng. Và cái nhóm thứ ba đó là nhóm bán nội ký sinh, tức là tiếng trùng nó có thể chui một phần vào trong cơ thể, cái đó là cái phần đầu, và bên trong thì rễ nhưng mà nó vẫn còn lại một phần ở bên ngoài môi trường đất, nên là nó gây ra cái nốt sần cho cái rễ cây của chúng ta. Và cái biện pháp phòng trị cái bệnh bú rễ này thì chúng ta lưu ý đầu tiên nhất là về cái biện pháp canh tác, cần phải tăng cường bón phân hữu cơ đường ủ hoai mục bằng cái nấm Trichoderma có tác dụng là kháng đối với là cái nhóm tiếng trùng và nấm bệnh. Dùng các cái loại cây có cái tính kháng tiếng trùng có tác dụng gây ngộ độc và xua đuổi tiếng trùng như là cây củ đậu nè, rễ cây thuốc cá nè, hạt và lá cây sầu đâu rừng hay là cây bông cúc dạng thọ hoặc là hạt cây thầu dầu, thì cái nhóm này nó có thể gây ngộ độc hoặc là nó xua đuổi cái nhóm tiếng trùng rất là tốt. Và chúng ta phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm, phát hiện bệnh và xử lý kịp thời. Không sử dụng quá nhiều cái phân bón hóa học đa lượng như là đạm, lân, kali để thúc cho cây lớn nhanh. Vì càng lớn nhanh thì cái rễ nó càng mềm, dễ bị tiếng trùng tấn công mạnh hơn. Và chúng ta phải bón phân bổ sung dinh dưỡng trung vi lượng cần thiết cho cây trồng. Cái nữa đó là cần kiểm tra pH đất định kỳ bằng cái chiếc quỳ tím, nhất là với cái cây ăn quả, để có cách sử dụng kịp thời sao cho đất trồng nó không bị chua. Vì khi đất nó bị chua thì cái mật độ tiếng trùng nó ngày càng phát triển mạnh hơn. Và cái biện pháp phòng trừ bú rễ tiếp theo đó là chúng ta cần phải cài ải phơi đất, xử lý thật kỹ trước khi trồng cây. Chúng ta luân canh với những cái cây trồng mà nó khác họ, và đặc biệt là chúng ta thu gom và tiêu hủy tàn dư thực vật của cái vụ trước đi khỏi cái ruộng của mình, nhổ bỏ các cái cây bị bệnh nặng và sử dụng thuốc trừ tiếng trùng chuyên dụng. Về thuốc trừ tiếng trùng chuyên dụng thì chúng ta cũng biết rằng đây là những cái loại thuốc mà nó trừ dưới cái bộ rễ, nên là chúng ta phải lưu ý những cái loại trừ dưới bộ rễ thì chúng ta có thể xài cái giải pháp thứ nhất, đó là tưới phòng từ gốc bằng cái Ridumingon cộng với cái tạc Vigo. Thứ nhất đó là chúng ta pha từ 50ml tạc Vigo cộng với lại 30g Ridumingon trên bình 20 lít, chúng ta tưới cho 500 gốc cho cái lần đầu tiên ở 5 ngày sau khi trồng, và 500 gốc này tương đương với 0.5 công. Và lần 2 là 15 ngày sau khi trồng thì chúng ta tưới là 50ml tạc Vigo cộng 30g Ridumingon cho 20ml nước, nhưng chúng ta chỉ tưới có 250 gốc thôi, tức là 1/4 công. Hay là tại giai đoạn 5 ngày sau khi trồng thì chúng ta tưới là 1 công 2 bình, và giai đoạn mà 15 ngày sau khi trồng thì chúng ta tưới là 4 bình cho 1.000 m². Và đây là cái tạc Vigo và cái Ridumingon để chúng ta có thể tiến hành pha để chúng ta tưới vào gốc.
Giải pháp thứ hai là chúng ta có thể tưới cái volume cộng với cái Antracon với cái liều volume là 25cc cộng với 50g trên một bình 25 lít cho cái giai đoạn 5 ngày sau khi trồng. Và giai đoạn 2 thì chúng ta tưới cái volume 25cc cộng 50g Tobacon trên bình 25 lít và phun 4 bình cho cái 15 ngày sau khi trồng. Đặc biệt ở đây là chúng ta lưu ý những cái sản phẩm này chúng ta đều phải tưới thẳng vào bên trong gốc của cái cây trồng của chúng ta, đó là cây dưa hấu. Và hoặc là chúng ta sử dụng tới cái bộ biện pháp sinh học thì có thể là cung cấp các cái vi sinh vật đó đối kháng phát triển song song cùng với tiến trùng, ức chế và tiêu diệt chúng bằng cách sử dụng cái nhóm CNXTT với cái công dụng bổ sung các cái nấm lợi khuẩn, kiểm soát tiến trùng hại rễ, phòng ngừa cái bệnh và thối rễ cũng như là đồng thời phục hồi cho bộ rễ của chúng ta. Cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng cái bộ giải pháp đó là cái Kaido 50 WB, thuốc đặc trị tiến trùng hại bộ rễ, thì cái thành phần của nó cũng có là cái chitosan trong cái sản xuất sản phẩm Kaido, và nó được sản xuất theo cái công nghệ tiên tiến của Nhật Bản kết hợp với các cái chủng vi sinh vật đối kháng mạnh nhằm tiêu diệt tiến trùng gây bệnh nấm sưng và bảo vệ bộ rễ cây trồng. Và theo cơ chế diệt và bảo vệ thì nó có cơ chế hai lớp. Lớp thứ nhất đó là bảo vệ được bộ rễ dài, không bị tiến trùng xâm nhập, và nó bảo vệ cây khỏe, làm cho cái tiến trùng nó không gây hại, tạo sự bất lợi và cải thiện môi trường đất, không làm cho hại đến con người. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái giải pháp phòng trừ cái bệnh sưng rễ, hay còn gọi là cái bệnh nốt sần ở trong cái ruộng dưa của chúng ta. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.